Hiện tại thì Nana đứng trước mặt đó là những con cá thia xanh. Loài cá này thì sinh sống ở vùng biển Tây Thái Bình Dương. Nó có kích thước tối đa là đến 8 cm. Thường thì chúng sinh sống ở các rạn san hô lên đến độ sâu là 61 m. Cá trưởng thành đẻ trứng ở tầng đáy và được cá đực bảo vệ cho đến khi nở. Và loài cá này có thể đổi màu sắc nhanh chóng khi chúng gặp nguy hiểm. Cá thia xanh.